Xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải tìm nguyên hàm. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy e mũ x nhân cho l n x và 1 chia cho x. Bây giờ mình sẽ tập trung vào cái cục này. Chúng ta sẽ sử dụng phương pháp tích phân từng phần. Mình sẽ đặt u bằng lnx. Đạo hàm chúng ta sẽ có du bằng 1 chia cho x dx. Dv là e mũ x dx. Nguyên hàm chúng ta có chữ v bằng e mũ x. Như vậy, chúng ta có chữ u nhân v trừ cho du nhân v. Chúng ta sẽ có tích phân, đó chính là e mũ x chia cho x dx. Thì chúng ta biết cái cục này chính là cái cục này. Và chúng ta có cục này, loại cục này. Và chúng ta có cái kết quả cuối cùng. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.